Em Nam Thaco xin chào tất cả quý anh chị đang xem video của em Nam ngày hôm nay. Thì để tiếp nối thành công cho chiếc xe K250 thì bên em Thaco đã cho ra mắt dòng sản phẩm đó là Thaco Frontier TF 2008. Đứng cạnh em đây là mẫu TF 2008 với quy cách đóng thùng là thùng bạt mở 3 bừng với kích thước chiều dài là 3,5 m, chiều rộng là 1,67 m và chiều cao là 1,72 m. Thì bên em đang phân phối là 3 mã thùng chính, đó là thùng kín, thùng nửng và thùng mui bạt. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị về mẫu thùng mui bạt bên em. Về phần đầu xe thì xe được sơn nhúng tĩnh điện ED. Phía dưới là có logo thương hiệu của xe được mạ chrome rất là thẩm mỹ. Sang phần bên cạnh là phần đèn của xe thì được thiết kế là đèn halogen với cường độ chiếu sáng cao, tích hợp là đèn xi nhan quý anh chị ạ. Về phần dưới cản xe thì trên TF 2008 được thiết kế một dải đèn LED nhìn rất là đẹp. Phía dưới là đèn sương mù của xe. Dạ. Sang mé bên hông thì về phần gương của xe thì xe được thiết kế là gương 2 tầng với tầng trên là gương phẳng, tầng dưới là gương cầu lồi để giúp tăng tầm quan sát của quý anh chị. Về phần động cơ của xe thì trên TF 2008 bên em sử dụng là động cơ công nghệ của Đức với mã động cơ là D19TC IE3 với thể tích xi lanh là 1910 cm khối. Về công suất của động cơ là 116 mã lực tại giải vòng cua là 3.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 285 Nm tại giải vòng cua từ 1.600 đến 2.600 vòng trên phút. Về phần thùng xe thì xe đã, về phần đằng sau thì xe được thiết kế là cửa mở hai cánh khóa dạng công tê lơ. Thì sau đây em xin phép là mở cửa ra cho quý anh chị có thể quan sát được rõ hơn về bên trong của thùng xe. Ra về phần sàn của xe thì được thiết kế là sàn chấn sóng dày 1,2 mm. Về khung xương của xe thì được thiết kế là thép hộp được sơn nhũ tĩnh điện nhà D, vách là vách tôn kẽm hay còn gọi là tôn lạnh quý anh chị ạ. Về phần kèo ở trên đây thì được thiết kế để mắc bạt. Dạ. Về phần đèn sau của xe thì như quý anh chị có thể nhìn thấy là có đèn lùi, đèn xi nhan và đèn phanh được thiết kế là trên cùng một cụm thì rất là thẩm mỹ. Bên ngoài có được thiết kế là ốp để bảo vệ đèn ạ. Thì dưới này là phần nốt dự phòng của xe. Thì chia sẻ thêm với quý anh chị là xe TF 2008 được thiết kế là lốp trước và lốp sau là cùng một kích cỡ nên là chỉ có một nốt dự phòng thôi ạ. Phía dưới này là thùng để đồ của xe, có thể đựng được tay công, tay kích và những cái đồ để chúng ta tháo lốp ấy. Sang bên này thì em xin chia sẻ cho quý anh chị về hệ thống phanh treo và lái của xe. Thì hệ thống treo của xe thì xe sử dụng là treo trước và sau là phụ thuộc sử dụng nhíp lá. Ở đây ạ, đây là treo trước của xe quý anh chị ạ. Treo sau, em mời anh cameraman ra đằng sau. Thì treo sau của xe thì được thiết kế là lá nhíp 2 tầng để tăng cái tải trọng của xe lên, được cứng cáp hơn. Sang máy bên này thì là hệ thống xử lý khí thải với bình ure, công nghệ xử lý khí thải Euro 5 đấy ạ, rất là thân thiện với môi trường thưa quý anh chị. Về phần hộc gió của xe thì xe được thiết kế là họng gió ở trên cao, có thể hút được những cái không khí sạch nhất vào trong khoang động cơ. Sau đây thì em xin phép là giới thiệu cho quý anh chị về phần cabin của xe. Em xin phép mời quý anh chị vào trong khoang cabin. Về cabin của xe thì xe TF 2008 được thiết kế là lưng hạ kính bằng điện, rất là đẹp thưa quý anh chị. Về phần ghế của xe
thì TF 2008 vẫn sử dụng là ghế bọc lỉ quý anh chị ạ, có thể điều chỉnh là tịnh tiến, điều chỉnh ngả lưng và tựa đầu ạ. Em xin phép được lên khoang cabin để có thể giới thiệu rõ hơn cho quý anh chị về khoang cabin của xe. Về phần vô lăng của xe thì được thiết kế rất là đẹp, với ba chấu được ốp một cái miếng giả nhôm. Ở đây là dưới logo của xe là còi. Và về phần đây là công tắc xi nhan và công tắc đèn của xe. Ở đây em bật lên thì ở trên bảng đồng hồ táp lô hiển thị lên đây ạ. Xi nhan. Nếu bên này thì là gạt mưa rửa kính ạ. Về phần bảng đồng hồ táp lô của xe thì cũng hiển thị những cái thông số như là mô men của động cơ. Bên này là hiển thị tốc độ của động cơ. Và hai cái màn hình LED này thì hiển thị những cái như mức nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát và lượng ure ở trong bình. Thì sang bên này thì trên TF 2008 thì được trang bị là 4 cửa gió điều hòa, cũng được mạ chrome, nhìn rất là sang trọng và đẹp. Ở đây phía dưới cửa gió điều hòa thì là hệ thống giải trí của xe, thì có tăng nhỏ âm lượng, tách bài, mốt, lốc, có chân cắm USB và chân AUX. Phía dưới là cụm điều khiển điều hòa của xe ở đây ạ. Tốc độ gió, điều chỉnh hướng gió, công tắc điều hòa AC đây ạ, công tắc lấy gió trong, lấy gió ngoài đây ạ. Tất cả thì cũng được hiển thị ở trên 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 bảng đồng hồ táp lô của xe thưa quý anh chị. Thì phía dưới này thì có vẫn được trang bị là tẩu châm thuốc ở đây ạ. Bên này là chân sạc 12V, nhé. Bên cạnh này là hộc để đồ ạ. Chia sẻ thêm với quý anh chị thì về mẫu thùng nuôi bạt thì TF 2008 được trang bị là bạt mắc theo xe, bộ đồ nghề của xe như là kích xe này ạ. Trong đây là tay công tay kích. Thì trên TF 2008 thì được thiết kế là hai chỗ ngồi, dạ, hai chỗ ngồi với anh chị ạ. Về phần cần số của xe thì xe thiết kế cần số rất là đẹp, rất là thẩm mỹ, nhìn như là của xe con như quý anh chị ạ. Chia sẻ thêm với anh chị về chìa khóa của TF 2008, bên em bây giờ được tích hợp là chìa khóa điện để quý anh chạy. Quý anh chị ạ, rất là đẹp. Logo của Thaco ạ. Đây ạ, chìa khóa điện. Nhưng mà chìa khóa hết điện thì quý anh chị có thể mở ra và vặn chìa khóa. Rất là đẹp và thẩm mỹ. Thì khi anh chị mua xe ở bên em thì xe nào cũng thế đều được tặng một cái bình chữa cháy mini. Dạ. Chia sẻ thêm với anh chị thì về phần trần của xe thì được thiết kế là trần lý có tấm chắn nắng đây ạ. Bên cạnh thì là có đèn đèn trần, chế độ on, chế độ off và chế độ đo, là mở cửa thì đèn sẽ sáng đấy ạ. Phía dưới là gương chiếu hậu của xe. Thì em cũng xin phép là quay qua một vòng khoang cabin để cho quý anh chị có thể ngắm lại khoang cabin của xe. Vừa rồi thì em đã giới thiệu qua cho quý anh chị xem qua mẫu xe TF 2008 bên em. Thì mọi thắc mắc thì quý anh chị có thể liên hệ với em Nam qua số điện thoại em để ở góc màn hình. Về giá và thông số của xe em sẽ ghi dưới phần mô tả.